Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Tòa Thánh đã tìm được giải pháp cho vấn đề giám mục hưng cảng. Tân giám mục Stefano Châu Thủ Nhân. Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Stefano Châu Thủ Nhân làm giám mục tiếp theo của hưng cảng. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố quyết định này hôm thứ Hai 17 tháng 5. Cha Stefano Châu Thủ Nhân, 61 tuổi, đã là giám tỉnh của tỉnh dòng tên ở Trung Quốc kể từ năm 2018. Trong vai trò đó, Ngài đã lãnh đạo dòng tên ở Đài Loan, Hương Cảng, Macau và Trung Quốc Đại Lục khi thỏa thuận giữa Vatican, Trung Quốc được ký kết lần đầu tiên và trong bối cảnh Trung Quốc đàn áp phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hương Cảng. Tòa Thánh đã thông báo việc bổ nhiệm cha Châu Thủ Nhân vào hôm thứ Hai 17 tháng 5, hơn 2 năm sau cái chết của Đức cha Michael Dương Minh Trường. Cha Stefano Châu Thủ Nhân sinh tại Hương Cảng ngày 7 tháng 8 năm 1959. Ngài du học tại Hoa Kỳ, lấy bằng cử nhân và thạc sĩ tâm lý học tại Đại học Minnesota trước khi gia nhập dòng tên ở Dublin, Ái Nhĩ Lan năm 25 tuổi. Trong thời gian còn là tập sinh, Ngài lấy bằng triết học ở Ái Nhĩ Lan và sau đó trở về Hương Cảng vào năm 1988, nơi Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 16 tháng 7 năm 1994. Ngài tiếp tục theo học tại Đại học Loyola ở Chicago, nơi Ngài lấy bằng thạc sĩ về phát triển tổ chức vào năm 1995. Trong 5 năm tiếp theo, Ngài làm việc với tư cách là linh hướng đại học, giám đốc ơn gọi và giáo lý môn luân lý học tại Trung học Hoa Nhân ở Cửu Long và Hương Cảng. Năm 2000, Ngài bắt đầu theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard, nghiên cứu về sự phát triển và tâm lý học. Ngài tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục năm 2006. Năm sau, Ngài khấn chọn trong dòng tên và làm trợ lý giáo sư tại Đại học Hương Cảng từ năm 2008 đến năm 2015 và cha giáo dòng tên từ năm 2009 đến 2017. Ngài cũng từng là chủ tịch Ủy ban Giáo dục của tỉnh dòng tên Trung Quốc từ năm 2009 và Hội đồng Giám mục Giáo phận Hương Cảng từ năm 2017. Ngài bắt đầu đảm nhiệm vai trò giám tỉnh Trung Quốc của dòng tên vào ngày 1 tháng Giêng năm 2018. Hương Cảng là một đặc khu hành chính của Trung Quốc. Người Hương Cảng trong lịch sử được hưởng quyền tự do thờ phượng và truyền đạo, trong khi ở Trung Quốc đại lục, ngược lại, có một lịch sử lâu dài về các cuộc đàn áp đối với các tín hữu Kitô. Với việc thông qua luật an ninh quốc gia mới vào năm 2020, bọn cầm quyền Trung Quốc đã nắm thêm quyền lực để trấn áp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hương Cảng là điều mà chúng coi là thách thức trực tiếp đối với quyền lực của mình. Luật an ninh quốc gia của Hương Cảng có nhiều định nghĩa về khủng bố, xúi dục và cấu kết với nước ngoài. Theo luật này, một người bị kết án về các tội danh nói trên sẽ phải nhận mức án tối thiểu là 10 năm tù, có khả năng phải chịu án chung thân. Vào ngày 16 tháng 4, chính quyền Bù Nhìn Hương Cảng đã kết án một số nhân vật công giáo ủng hộ dân chủ, bao gồm luật sư Martin Lee và ông trùm truyền thông Jimmy Lai, với mức án tù theo luật an ninh mới. Theo truyền thông địa phương ở Hương Cảng, ngày được tấn phong giám mục của cha Châu Thủ Nhân sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 12 năm 2021. Dòng tên đã đưa ra một tuyên bố về việc bổ nhiệm cha giám tỉnh. Dòng tên công nhận rằng cha Stefano đã được kêu gọi để phục vụ giáo hội trong những thời điểm rất khó khăn này và bảo đảm với Ngài về lời cầu nguyện và sự cộng tác của chúng tôi. Cầu xin Chúa chúc lành cho Ngài trong chức vụ mới này. Tháng Giêng năm ngoái, có tin Tòa Thánh đã chọn được giám mục Hương Cảng nhưng đã trì hoãn tuyên bố việc lựa chọn này trong bối cảnh lo ngại rằng hàng giáo sĩ và giáo dân địa phương sẽ rất là ngỡ ngàng. Thông tấn xã Catholic News gọi tắt là CNA cho biết vị được chọn là cha Phêrô Thái Huệ Văn, một người được xem là có cảm tình với chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Giáo phận Hương Cảng đã chống tòa kể từ tháng Giêng năm 2019 khi Đức cha Michael Dương Minh Trương qua đời đột ngột. Kể từ khi Đức cha Trương qua đời, giáo phận đã tạm thời được coi sóc bởi Đức Hồng Y Doan Thang Hán, 81 tuổi, là người tiền nhiệm của Đức cha Trương đã nghỉ hưu từ năm 2017. Tòa Thánh dường như đã muốn bổ nhiệm Đức cha Hạ Chí Thành, hiện là giám mục phụ tá, lên làm giám mục chính tòa Hương Cảng.
Tuy nhiên, việc bổ nhiệm này có lẽ đã vấp phải những chống đối gay gắt của phía Trung Quốc, nên giải pháp hiện nay là Đức Hồng Y Doan Thang Hán, năm nay đã 81 tuổi, quay trở lại làm giám quản tông tòa của chính giáo phận mình đã từng làm giám mục chính tòa, một việc chưa từng có trong lịch sử giáo hội. Đức cha Hạ Chí Thành đã bị loại vì ngài được xem là người có lập trường gần gũi với Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân và thường cùng với vị Hồng Y tham gia tích cực vào các cuộc biểu tình đòi tự do. Trong một bài giảng đầy nước mắt hồi tháng 6 năm 2019, Đức cha Du Xe Hạ Chí Thành nói rằng ngài rất xúc động khi nhìn thấy những người trẻ trong những ngày qua khi ngài đi bộ từ trung tâm giáo phận đến nhà thờ. Họ chỉ muốn lên tiếng vì quan ngại của mình. Họ đáng phải gánh chịu bạo lực như thế sao? Tôi không hiểu tại sao Hương Cảng đã trở thành như ngày hôm nay. Chúng ta chỉ muốn sống tự do. Chúng ta không đáng được hưởng tự do hay sao? Các quan chức cao cấp của giáo hội tại Roma, Hương Cảng và Hoa Lục đã xác nhận độc lập với CNA rằng quyết định bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn làm giám mục tiếp theo của Hương Cảng đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng tại Roma. Cha Thái Huệ Văn hiện là một trong bốn vị linh mục đại diện trong giáo phận Hương Cảng. Việc bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn chưa được công bố vì việc bổ nhiệm này có thể được coi là một cái tát vào mặt những người tham gia các cuộc biểu tình chính trị đang diễn ra tại đây. Các nguồn tin ở Hương Cảng và Roma đã nói với CNA rằng chính Đức Hồng Y Doan Thang Hán đã khuyên không nên thông báo về việc bổ nhiệm cha Thái Huệ Văn. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.